Thưa quý vị, thời tiết giá lạnh cùng với tuyết rơi dày đặc không chỉ gây ra trở ngại cho các phương tiện giao thông mà còn khiến cuộc sống của người dân Trung Quốc bị xáo trộn khi gây ra tình trạng mất điện cho hơn 140.000 hộ gia đình tại thành phố Xuây Châu, tỉnh Hubei của Trung Quốc. Tuyết rơi tại tỉnh Hubei bắt đầu từ sáng ngày 3 tháng 1. Trạm quan sát thời tiết tại thành phố Xuây Châu đã ghi nhận lớp tuyết dày trung bình khoảng 2-3 cm, mức cao nhất trong vòng 50 năm qua. Ngoài ra, tuyết rơi dày còn gây ra mất điện cho hơn 140.000 hộ gia đình, nơi mà hầu hết các thiết bị sưởi ấm đều chạy bằng điện. Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc gia về giảm thiểu thiên tai của Trung Quốc cho biết, kể từ ngày 2 tháng 1, tuyết rơi dày và bão tuyết đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, gây mất điện, ảnh hưởng tới hoạt động giao thông tại 5 tỉnh miền Trung và miền Đông của nước này. Thank you.